Công việc của em làm gì Trường? Là nuôi cừu ạ. Chăn cừu. Dạ, ông dạ chăn nuôi cừu. Tức là bây giờ em vẫn còn ngủ chung với mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy chắc mẹ em mong em lấy chồng lắm đây. Em tưởng tượng con ma nó sao em? Chắc không đầu á. Trời ơi, ma không đầu hả? Rồi sao nữa? Đi chân nó không đụng đất. Thôi bỏ đi lên, bỏ đi lên. Chỗ này tôi thổi tôi nhớ cây này không mà ta. Cái đó là cái tiêu. À cây tiêu, trời ơi chết chết là lộn. Cây 6 ngàn. Dở tay. Không được rồi, cây này không được, tôi hỏi cây tiêu. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 24 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Ninh Nga Thuận. Làm gì tại Ninh Thuận vậy Nga? Dạ là em kinh doanh tự do anh Quyền, chú Quyền Linh. Em kinh doanh tự do hả chú Quyền dạ. Linh. Rồi em trai. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Trường ạ. Trường. Dạ năm nay 26 tuổi. Công Trường. Việc của em làm gì Trường? Là nuôi cừu ạ. Chăn cừu. Dạ, ông dạ chăn nuôi cừu. Thì chăn nuôi cừu đó dạ. Gọi là tắt là chăn chàng chăn cừu. Trường. Nuôi nhiều không? Dạ cũng vài chục. Trường 26 tuổi. 26 tuổi. Nuôi con cừu, nuôi ba mươi mấy 40 con, đúng không? Dạ hơn rồi. Hơn luôn. Dạ. Ở đâu? Dạ ở Ninh Thuận anh. Ồ. Ồ, Ninh vậy Thuận. Hôm nay luôn. Hai bạn đều là Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận á là được mệnh danh là vùng đất gió như phan, nắng như rang. Ha. Nga, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Còn khuyết điểm của em là ít nói, em sợ ma, em hay chơi trò chia rẽ. Chia rẽ là trò dạ, sao? Chia rẽ ba mẹ em á, em ngủ chung với mẹ, ba em ngủ riêng. Rồi ba em có la em không? Dạ không. Ba thương con quá ha. Tự nhiên dạ. Ta có con cặp thì bắt ngủ riêng hoài. Tức là bây giờ em vẫn còn ngủ chung với mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy chắc mẹ em mong em lấy chồng lắm đây. Có thấy ma lần nào chưa mà sợ? Dạ nhiều khi mình cảm thấy nó lạnh đó chị. Xong em cảm thấy hình như có hay sao em sợ. Sợ lắm hả? Dạ. Em nên... tưởng tượng con ma nó sao em? Chắc không đầu á. Trời ơi. Ma không đầu hả? Rồi sao nữa? Đi chân nó không đụng đất. Mặc dù chưa bao giờ ai thấy con ma nhưng mà hình như rất là nhiều người sợ ma. Đúng rồi, một dạ, nỗi dạ. Sợ không thể nào gọi tên, không thể nào giải thích được. Em có sợ ma không? Dạ có ạ. Trời ơi, chăn cừu mà sợ ma. Em thấy con ma chưa? Chưa. Em tưởng tượng con ma thế nào? Cũng xấu. Con ma xấu? Dạ. Có con ma đẹp không? Dạ, chắc thấy em thấy trong phim cũng có ma đẹp. Trời ơi, lạ thiệt á. Rồi mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, học bác. Công việc nhà, ví dụ như điện, nước, em đều có thể làm thành thục hết. Em có thể đi chợ được. Đi chợ? Dạ, mà không biết nấu ăn. Đi chợ không biết nấu ăn? Dạ. Ra đi chợ không biết nấu ăn. Dạ, có thể món đó em có thể mua thứ này thứ kia. Mua mà mua không được. Đúng rồi, mà quan trọng là chợ có biết trả giá không? Dạ đi siêu thị không mà chị ơi. Siêu thị. Trời ơi. Vậy mà dám nó đi chợ. Chàng chăn cừu và cây sáo. Lãng mạn quá, lãng mạn. Đâu mình thổi thử. Dạ. Em hay làm ngồi lên anh làm con cừu cho em cởi. Dạ không dám anh. Được không? Dạ không. Thử cho coi nó thế nào. Lãng mạn lắm nha. Trên một thảo nguyên mênh mông, trên một sa mạc mênh mông của vùng Phan Rang, sỏi đá, có một con cừu và một chàng thổi sáo leo lên, leo lên. Mà ủa, nó tính leo thiệt trời. Anh biết thổi sáo không? Anh thổi cái này cầm sao? Được không anh Linh? Hơi khó. Đúng rồi, đúng rồi. Để tay như vậy đúng rồi. Để vậy đúng không? Dạ. Vậy đúng không? Dạ dạ. Rồi thổi nè. Biết cái lỗ này dạ, để dạ. Đau cưng. Dạ. Vậy đúng không? Thổi vậy đúng không? Dạ. Rồi thổi, thổi. Thôi bỏ đi lên, bỏ đi lên. Chỗ này tôi thổi tôi nhớ cây này không mà ta. Cái đó là cái tiêu. À cây tiêu. Trời ơi chết chết là lộn. Cây 6 ngàn. Dở tay. Không được rồi, cây này không được. Tôi thổi cây tiêu. Tôi thổi cây tiêu, tôi ngồi dưới gốc điều tôi thổi. Là tiêu điều. Dạ em sẽ thổi bài Chắc Ai Đó Sẽ Về. Wow. Cái gì? Chắc Ai Đó Sẽ Về. Mình tưởng tượng Sơn Tùng MTB mà ngồi cù thổi sáo bài này hay lắm á. Ghê ghê. Thử thử thôi. Giữ giữ. Ừ, bắt đầu. Dạ.
em ơi đúng. Quá hay rồi, quá giỏi. Vậy cũng hay rồi. Em ơi đúng. Rồi lúc em thổi sáo mấy con cừu nó cảm giác sao? Cũng chờ chờ đó, có gì đâu. Nó trơ trơ vậy đó. Mấy con cừu lạ thiệt, tao thổi sáo vậy mà mặt trơ trơ vậy đó. Vậy thổi sáo như vậy nè, rồi trước giờ đi cua gái, cua được bao nhiêu cô rồi? Dạ, chưa cua được cua nào hết. Chưa yêu ai hết? Dạ, thổi sáo thì chưa lấy sáo để thổi để cua, nhưng mà đã có hai mối tình. Hai mối tình rồi, dạ. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu rồi? Dạ, 4 năm rồi chị ơi. 4 năm? Dạ. Rồi lý do tại sao mà mình chia tay? Em quen cô ấy còn đi học nên gia đình không cho quen á. Rồi... quen nhau được 13 ngày rồi. Hả? Quen nhau được 13 ngày à. 13 ngày? Dạ. Hẹn đi chơi được bữa nào chưa? Dạ, được một bữa. Một bữa có nắm tay gì chưa? Dạ, cũng có. Có? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Muốn không không? Dạ, muốn ạ. Muốn nhưng mà chưa được đúng không? Thôi tội nghiệp quá trời. Chàng Trăng Cừu có mối tình 13 ngày. À, chào ông Nga, trời ơi. Dạ. Trắng tươi vậy trời. Sống ở vùng nắng như rang mà gió như phan mà sao trắng tươi vậy? Dạ, nhờ đèn á. Không có đèn đâu, anh nhìn hay lắm. Anh dùng xuyên bóng tối còn biết đẹp hay không mà. Em nói về tình yêu của em đi. Dạ, em trải qua một mối tình nhưng mà là đang tìm hiểu. Được 6 tháng, xong tụi em thấy không hợp nữa. Nên tụi em chia tay. À, 6 tháng rồi hả? Dạ. Tìm hiểu. Dạ. Có nắm tay chưa? Thì nắm tay thì có, nhưng mà chỉ có nắm tay thôi. Có không? Dạ không. Những cô gái Ninh Thuận rất là đẹp ha. Dạ. Mấy cô mà lai lai, người rắc lay, người chăm rồi dễ thương lắm. Dạ. Ngồi bên khung cửa dệt á. Em ngồi bên khung cửa thoanh thoát lượn đôi tay trên nền khung vải mới. Bàn tay anh tuôn nhanh cánh chim bay lượn quanh bên nền khung vải mới. Những sợi chi đu màu dệt áo em anh dệt ước mơ. Hay quá. Bài Chăm của sáng tác A Mưu Nhân. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, em muốn tìm một nửa là cao khoảng 1m68 trở lên. 68? Chù. Dơ. Cao hơn con cừu luôn. Dạ, là to một xíu. Này ngang ngửa với con cừu, không có to được. Chuẩn men á. Chuẩn men. Dạ. Chăm lo cho bạn gái. Chăm lo mấy chục con cừu nó còn lo được. Một người không ăn thua gì hết. Bây giờ em không thích điều gì ở người đàn ông nè? Dạ là gia trưởng, tính toán, kê bon. Có không? Dạ không gia trưởng à. Em không rất là ga lăng à. Ừ. Anh thấy đàn gái dạ. rất là dễ thương, xinh luôn á nha. Dạ. Trường cũng ơi. Là... Dạ. À, vậy em mong muốn một mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Ngoại hình tầm 1m55 tới 62 là được rồi chị. Ừ. Nước da trắng, khuôn mặt tròn tròn. Trời ơi em ơi, bên chị là bao trắng. Mặt bầu bầu dễ thương, người cân đối là được rồi chị. Hơi mềm mỉ một tí cũng không sao. Sao tải y chang vậy trời? Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Không thích tính cách. Ừ, dạ. Tính cách ngoại hình không thích cái gì? Không được trang điểm đậm quá được. Như sương môi đỏ hay là đánh phấn đồ mà đỏ quá. Ta son kệ, ta sơn kệ người ta. Sơn càng môi trời càng đỏ ơi, càng đẹp. Sơn môi đỏ bây giờ là người ta đang mốt. Chừng nào quýnh cái mặt trắng xác mà sơn cái môi đỏ lên nhìn mới thấy kỳ. Chị Nam Thư này trang điểm đậm không? Coi vậy đậm không? Dạ đậm. Chị đậm không... anh nhưng mà xinh. Chị không có trang điểm. Hoang tan tự không nhiên tin. Em không tin. Em không tin. Dạ. Nói chứ phụ nữ á, là phải dạ. biết làm đẹp một tí xíu, dạ, hiểu không? Dạ. Rồi không thích phụ nữ là gì đó? Trang điểm đậm. Trang điểm đậm. Rồi cái gì nữa? Em muốn là có một cái chuyện gì đó mình nói thẳng thắn ra, mình giải quyết ngay luôn. Ừ. Không có để trong bụng sau này mình khui ra mình nói. Đúng không rồi. Ví dụ như bây giờ hai bạn mà yêu thương nhau đi ha, nắm tay nhau ra về mình tính chuyện xa hơn là kết hôn. Thì em có chuẩn bị về kế hoạch về tương lai, kế hoạch về tài chính gì cho cái chuyện sắp tới chưa? Nếu mà bạn nữ làm dâu được thì có thể rất là tốt. Hả? Làm dâu được là tốt. Dạ. Dạ. Nhà... Còn không thì em có đất thì xây nhà mình ở. Có đất rồi đúng không? Dạ có đất. Giao lưu với người thân đi ha. Ừ. Dạ. Nga, hôm nay em tới đây với ai? Dạ em tới với chị gái, em gái với lại mẹ chị. Dạ con chào chú Hiền Linh, chào chị Nam Thư, chào anh trai bên đây và dạ, chào tất cả mọi người. Em tên là Phương, là em gái của chị Nga. Chị em là một người hiền, ít nói, cũng biết chăm lo cho gia đình. Đặc biệt là chị nấu ăn rất là ngon luôn. Còn về em nói về anh trai bên đây, nhìn tổng thể thì anh
hiền nè, vui tính. Em nghĩ là nếu đã tới đây rồi, nếu mà được á thì theo quyết định của chị, nhưng mà hai người cứ cho nhau cơ hội. Nhìn tổng thể là được đúng không? Em nói với em gái gì một câu đi cho nó. Anh chào em. Anh thì cũng bình cũng anh sẽ nếu mà quen được chị em, anh sẽ hứa sẽ chăm sóc với lại quan tâm nhiều hơn. Cô cho vài ý kiến đi cô. Chào Huyền Linh, chào Nam Thư. Dạ, chào cô. Tất cả trong trường quay. Thì cái đó là do quyết định của con gái. Chứ bây giờ mình muốn thì cũng không được theo cái ý của nó. Riêng cô đánh giá cá nhân con rể tương lai này được không? Thì mình biết mặt cái chưa biết lòng rõ, thì để hai đứa nó từ từ tìm hiểu. Nhưng mình cảm giác thử có được không? Thì thấy thì cũng hiền đó mà cũng không biết được không. Dạ cảm ơn cô. Trường ơi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em họ em ạ. Em chào chú Huyền Linh, chị Nam Thư, nhà gái cũng như các bạn ở đây ạ. Em là Long, là em họ của anh Trường. Nói về anh Trường thì anh rất là cần cù, siêng năng. Nói về bạn nữ thì bạn nữ rất là xinh, rất là dễ thương. Mong hai người sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Mở rào. Chào em. Chào anh. Anh có món quà này tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có thể mở quà. Dạ. Hấp hồn. Anh hy vọng món quà này sẽ giúp em được vui hơn cho cuộc sống. Cái này là cái gì vậy anh? Mở ra cưng. Trời lấy ơi, ra đi em. Để mấy con vậy? Này hot trên mạng lắm em. Em không biết gì luôn á. Ôi, để trên xe chạy lưng tưng đẹp lắm đó, thấy chưa? Bữa anh mua 20.000 con đó. Em mua có 15.000. Bây giờ 4 con là 60 anh. Ê, à, đúng rồi. Đúng không? 15.000 một con. Tại anh nữa đó, anh Linh anh ngồi khai giá. Anh mua 5 con rồi nhưng mà chặt quá anh bỏ 4 con rồi. Dạ, con vậy con đó anh giữ ha. Em nhận 4 con. Mai mua đâu chỉ anh trả 4 con. 4 con, 4 cảm xúc khác nhau ha. Dạ. Đây, le lưỡi, trái tim nè, rồi nhăn răng cười rồi đó. Em tên gì? Em quên mất tiêu. Trời đất ơi. Em tên Nga. À Nga hả? Dạ. Tên rất dễ thương. Dạ. Anh ấy ngồi đây nghe cái giọng em, anh cũng rất thích. Dạ. Giờ gặp em là anh thấy... Thấy sao? Anh đã biết bối rồi, vì những lúc thốn nghe em cười. Dạ. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người ơi, xin em chớ quên. Dạ hết rồi. Đừng nha, lù dắt cái lưu chạy đó nha. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Trung thủy, biết chăm lo cho quan tâm người yêu. Anh cũng rất là thích cái mẫu người mình chia sẻ với nhau á. Dạ. Anh có dự định gì cho vài năm sắp tới không? Anh tính phát triển cái mô hình chuồng trại nó tiên tiến hơn, nó hiện đại hơn. Anh thấy em thì em muốn bán ở trong nhà thôi, không ra làm nắng nổi. Em bán cái gì? Dạ bán quần áo. Dạ. Thì anh cũng mong muốn là nếu mà vợ anh sau này thì anh cũng không có muốn là để ra gian nắng. Anh thích là anh nuôi một mình, còn không thích vợ đồng tay đồng chân vào công việc của anh. Em hỏi bạn gái luôn về cái việc là, thì ví dụ mà hai người tới với nhau thì Nga có ngại chuyện là làm dâu, hoặc là ngược lại em có ngại chuyện ở rể không? Làm dâu thì em thấy ok, tại vì em biết nấu ăn, dọn dẹp, biết chăm lo cho người lớn. Rồi. Em không ngại chuyện đó. Với nhau rồi kinh tế gia đình ai giữ? Ai giữ tiền? Rồi anh có quỹ đen không? Rồi. Chắc chắn là vợ mình giữ rồi chị ạ. Hãy nói cảm nhận về nhau một cách ngắn gọn thôi. Rồi mình sẽ tiến hành tới bấm nút. Tới được đây là cũng một điều là mình rất may mắn. Dạ. Mình cũng rất là mong sẽ được gặp em thường xuyên hơn, chở em đi chơi, tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi mình có thể tiến xa hơn. Dạ em cảm nhận anh là hiền, ít nói. Nếu mà cho nam nhau cơ hội thì có thể bấm nút. Dạ rồi, ok. Dạ. Rồi. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa nha. Nãy giờ mình nói chuyện rồi, có thể vui, có thể đùa với nhau. Bấm nút.
là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Thật sự nếu như công ty mình rung động, mình hãy bấm. Còn không rung động, chúng ta nhường cơ hội cho một người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Tại sao bạn gái là không bấm? Dạ em cảm thấy chưa rung động lắm quá. Đây của em. Chúng tôi trân trọng những cái tình cảm rất thật của bạn. Một chàng trai rất là chân tình. Nhưng có lẽ các bạn đến đây có duyên nhưng mà chưa có phận với nhau. Anh nghĩ rằng là chúng ta về tới Phan Rang có thể làm bạn bè với nhau được. Rồi biết đâu được chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa thì sao? Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Ở ngoài kia có rất là nhiều bạn trai sẽ tìm cách bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái sẽ tìm cách bấm nút cho chàng trai. Hãy liên lạc với chúng tôi nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Rồi. Chào mời bạn, mời nghe. Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi, nàng mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi. Nàng một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á là phải có chỗ ở ổn định, phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác, được không? Cố gắng. Cố gắng. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Chưa bao giờ gặp xinh giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ em cảm ơn anh nha. Biết nấu món Nhật Bản. Biết nấu món Việt Nam không? Tôi không thể nhỏ ngàn kỷ niệm. Tôi nghĩ là mỗi ngày là ngàn kỷ niệm. Làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Iden Kazuhiro. 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 Kazu là ok. Ok, low, low, low. Kazu. Kazu. Kazu rồi, dễ đi. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, ví dụ đất nè, nhà nè. Nghĩa là cô mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi, nàng mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi, nàng một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định, phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác, được không? Cố gắng. Cố gắng.
bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn à, hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chiến nha. À, không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Ừ. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Ừ. Không nhớ ngày kỷ niệm. Ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Chú thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lần. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không. Đồ tin rồi. Em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Wow. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Hợp nhau rồi. Còn với soju thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích yeah, không? Ít. Thích hả? nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kazu. Kazu. Trời ơi. Đó, dạ, thấy chưa? Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm BT sale tự do. Tức là em là BT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em, anh Linh giờ mập lắm rồi. Em nhận làm BT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ. Cái anh này Linh, nếu mà em làm BT á thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mọi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo em đi với anh. Dạ em đi chung với chị. Chị em đang ngồi đó. Chị của Thảo. Dạ chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy em thì thấy được rồi đó. Nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được sao? Phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ. Không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. Thấy hiền là được rồi ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp.
đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương, dạ. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đó nha. Dạ, em chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Chào em nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cái xứ Strong. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Yeah. Phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bạn tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu với nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. Đúng rồi. Thật sự không? Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di fu kok.
hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? À. Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Rồi Không Hiểu là em hiểu, có thể hiểu. Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. À, sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu. Yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì hết. Rất là dễ thương. À, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ê. Không, má. Má. Má được rồi. Yeah. Ngon quá. Ngon quá. Thơm quá. Thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Còn này. Thơm quá. Thơm. Thích bánh, quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. À. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ sớm thăng hoa ha, tìm địa hiểu để có thể đến với nhau. Cảm ơn. Để cầm hoa. Cảm ơn nha. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm hiểu nhau. Mà một cô gái sẽ dạy tiếng Việt cho chàng trai Nhật và chàng trai Nhật sẽ dạy tiếng Nhật cho cô gái Việt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ từ nước nào đến. Nhìn chúng anh bạn giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Thế bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình làm đây chứ. Nam Thư, Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Trước khi vào chương trình thì Quỳ Linh xin thông báo tin vui, đó là cặp đôi Tuấn Anh và Vũ Thị Duyên đã
đăng ký kết hôn với nhau. Nam Thư có biết rằng là cái cặp đó thế này nó dễ thương lắm. Dạ. Bạn đã chạy rap ha, còn bạn bạn gái á thì bạn ấy có một cái lẵng hoa bằng rau đó tặng cho bạn trai, rất là dễ thương. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. Rồi các loài hoa nè. Em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À. Sau khi chương trình kết thúc, chỉ có mấy tháng sau thôi, các bạn đã làm đám hỏi rồi. Chúc mừng nha. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Thay mặt chương trình Bạn Mối Hò chúc cho hai bạn răng long đầu bạc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Ôi. Không có thích cao cho bao đẹp trai, cho bao đẹp trai dễ lăng nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt. Sinh 1975. Nghề nghiệp tài xế lái container. Hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thiền Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ hôm qua em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn, phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003, tôi có quen một người được 4 tháng à. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài, không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì? Anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không? Tài xế nhiều đúng vợ rồi. Không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu. Lên mang tiếng thôi, một vài dạ, người có nhiều rồi. Vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ. Mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lã lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to, to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách này phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao, bên đây cao. Cao không. Hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh.
Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn giống anh bà. Giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao 1m89 lận. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi từ đó vậy sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, vậy vòng vòng thôi hả? Chạy các khu công nghiệp thôi. Đúng rồi. Chạy tới đâu, có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao có yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặt chân gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên, đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn ế. Chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói đi, nè. Nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà, bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc, tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít. Nhiên ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó, nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình nè, mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm đàm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi. Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tiếng đường không? Đêm lắng sau khi xuân làm lần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó. Phong trần. Em sợ lăng nhăng. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã từng quen biết hết. Không ai dám đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à? Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À, vậy bây là gốc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không?
Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là việc rất là vui vẻ, nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là có một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Huế luôn. Mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không cô Tư? Cô Tư thấy cũng được ha. Anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm. Rồi vậy được rồi. Thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ xong lạ. Giờ đọc giờ lạ luôn hả? Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được. Còn không có đem cái công theo. Ai cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau. Và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời mở rào. Món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo có giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mai mốt xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho giờ một chút nha. Lái xe qua nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh chung kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Chúng hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu vậy, như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Ôi, thấy dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ. Dạ. Cho nên dạ. Không, ấy nói là em có cái giống như tiếng sét người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp ấy, mình bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách, chứ anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Vậy tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi, có hồi đổ nè. Nãy giờ gầm liền đúng không? Gầm liền. Rung động liền đó. Đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Đấy, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình này chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi, em giữ tiền đi ha. Còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi thiệt. Phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình. Con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn. Nói chị. À, dạ cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai con gái em đều thích hết anh. À, giống dạ. Anh rồi đó. À, anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ồ giữ dạ. Gì hả? Ba đứa chứ có nếu gì mà anh có điều em. Kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh chị của em á là nãy giờ luôn có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á anh này nọ đó thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi kết thúc.
Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không, anh em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa vậy? Anh phải thực sự yêu thương chị của em. Không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận 4 em tìm anh luôn á. Ghê ghê. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Nguyên Linh. Kiếm Nguyên Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ, mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh thấy không được. Sợ quá. Trời anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn cũng xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh hung nữa hả? Anh hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ không trên tóc anh. Không mà. Hung nó không chịu. Ừ không chịu đúng rồi. Anh còn định hung ngôi nữa đó. Đừng rung, anh nắm tay nè, không có rung đâu ha. Đừng rung. Có anh là không ra đâu ha. Rồi, hôn. Yeah. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ, thì cũng có. Nói chung là em rung lắm. Đúng rồi. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây. Dạ. Rồi, chị rồi chàng trai bảo vệ theo sau. Đó, đi chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.